với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ và ngày càng được sự đón nhận, chấp thuận của công chúng. Thể thao điện tử đã từng bước vươn mình trở thành một lĩnh vực chính thống, đóng góp nhiều giá trị to lớn cho cộng đồng và xã hội. Bên cạnh kích thích kinh tế phát triển, trở thành ngành công nghiệp tỷ đô, eSports cũng đang giúp game thủ dần tách khỏi vỏ bọc định kiến tiêu cực để trở thành một nghề nghiệp tử tế, có chế độ lương bổng ổn định và sự cống hiến chính nguyên cho thể thao quốc gia. Những chữ ký sức nặng hàng tỷ đồng, những thông điệp chủ nhận chấn động cũng từ đó mà xuất hiện nhiều hơn trong giới eSports, biến những ngôi sao của lĩnh vực này trở thành những ông hoàng đích thực, theo đuổi niềm đam mê để những tâm sát thật nhiều số không cứ thế rót vào tài khoản. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến sự phức tạp hóa trong nhiều điều khoản hợp đồng và điều này không phải bao giờ cũng là tin vui cho các vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp. Chính từ đây mà những người đại diện cho tuyển thủ eSports cũng xuất hiện nhiều hơn, dần chứng tỏ được tầm quan trọng của mình trong ngành công nghiệp tỷ đô này. Vậy, những người đại diện, vai trò của họ là gì? Tại sao tuyển thủ eSports lại cần người đại diện? Trước hết, những người đại diện trong giới eSports cũng không khác những đồng nghiệp trong giới bóng đá hay thậm chí là giới nghệ thuật là mấy. Họ đều là những người đứng phía sau cánh gà, hỗ trợ để thân chủ có những màn trình diễn tốt nhất, phát huy tối đa tài năng của mình mà không phải lo lắng về các vấn đề liên quan đến pháp luật, giấy tờ hay truyền thông, hợp đồng. Trong vài năm trở lại đây, khi mà thể thao điện tử đang dần phát triển mạnh mẽ, đạt đến những ngưỡng chuyên nghiệp cao, thì các điều khoản trong hợp đồng cùng với nhìn soi mói của truyền thông cũng phức tạp và lằng nhằng hơn rất nhiều. Những người đại diện có vai trò như hậu phương vững chắc, giúp đỡ các tuyển thủ giải quyết những vấn đề đau đầu như vậy. Công việc của họ bao gồm bảo vệ quyền lợi thân chủ trong những bản hợp đồng chi chít gạch đầu dòng, thỏa thuận kỳ kèo lương bổng, hay xa hơn là xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng cho tuyển thủ gà cưng của mình. Có người dọn dẹp những công đoạn ngoài chuyên môn như vậy, các game thủ chuyên nghiệp mới có tinh thần ổn định, đạt phong độ cao nhất khi thi đấu và vẫn yên tâm rằng mình không gặp bất lợi trong chuyện tiền nong hay danh tiếng. Xu hướng hợp tác với người đại diện hay về đầu quân cho một tổ chức quản lý các tuyển thủ, các streamer đang ngày càng phổ biến. Để bảo vệ các game thủ chuyên nghiệp và những người nổi tiếng trong ngành công nghiệp game, nhiều công ty đại diện đã được thành lập và ngày càng phát triển, đặc biệt là tại khu vực Bắc Mỹ như Evolve Talent, Electronic Sports and Gaming Law hay Level Up. Họ thậm chí còn rất được lòng người hâm mộ eSports, tiêu biểu như CAA và UTA, hai công ty đại diện cho những streamer hàng đầu thế giới hiện nay như Ninja, Dr. Disrespect hay Scara. Stephen Hanna, giám đốc phát triển toàn cầu của Ủy ban Chính trực eSports ESIC cũng đã chia sẻ về tầm quan trọng của những người đại diện như sau. Những người đại diện tốt sẽ tìm ra những cách hợp lý và hợp pháp nhất để bảo vệ các tuyển thủ trước vô vàn rủi ro mà họ phải đối diện. Giá trị của những người đại diện là vô cùng thực tiễn, bởi trong thế giới chuyên nghiệp, các tuyển thủ luôn phải có sự tập trung cao nhất và họ không thể nào nhìn nhận rõ rệt với những mối hiểm họa xung quanh bản thân. Trên thực tế, việc có người đại diện hay không hoàn toàn là lựa chọn của các tuyển thủ. Một vài người trông cậy vào người thân trong gia đình đứng ra làm người đại diện cho mình. Số khác, với những hiểu biết nhất định về pháp lý cùng những điều khoản trong hợp đồng sẽ tự mình ký kết, bảo vệ quyền lợi bản thân. Travis Minard từng là lãnh đạo nhóm quản lý hợp đồng tuyển thủ của Riot Games và hiện tại đang là người đại diện của United Talent Agency cho hay, chỉ có 30-40% các tuyển thủ Liên minh Huyền Thoại là có người đại diện. Đối với các bộ môn như Call of Duty hay Overwatch, con số này còn thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những thông số hiện thực đó cũng không phản biện được quan điểm rằng các tuyển thủ eSports cần người đại diện. Một trong những nhiệm vụ bắt buộc đối với người đại diện chính là đàm phán và thương thảo hợp đồng. Những quan điểm trái chiều trong giao dịch hay quyền lợi của các bên thường dẫn đến các xung đột. Các tuyển thủ thường không có nhiều kiến thức về tài chính cũng như hợp đồng khi luôn phải tập trung vào luyện tập và chuyên môn. Họ có thể mất hàng ngàn hay thậm chí là hàng triệu đô nếu không có được sự bảo trợ từ những người đại diện. Giới game thủ, trừ một vài cá nhân học thức cao và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương thảo, hầu hết những người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp đều còn khá trẻ, kéo theo sự non nớt trong quá trình thỏa thuận ký kết hợp đồng cũng như định hướng tương lai. Thêm vào đó, sự bốc đồng, sốc nổi cùng với những cái tôi quá cao khiến nhiều tuyển thủ eSports để lại ấn tượng xấu trong mắt công chúng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn lẫn hình ảnh thương hiệu của họ trên sàn đấu. Để có cái nhìn cụ thể rõ nét hơn, chúng ta đến với một trong những drama hợp đồng lớn nhất Liên minh Huyền Thoại Việt Nam. Đó là cuộc chiến tố tụng giữa Zeros và Gam xoay quanh những cáo buộc nợ lương, điều khoản không rõ ràng, kéo dài từ các nền tảng mạng xã hội cho đến sàn đấu pháp lý trong suốt một năm khiến dư luận xôn xao. Trong khi Zeros lên tiếng tố cáo Gam nợ 200 triệu tiền lương không trả, điều khoản hợp đồng mập mờ lằng nhằng, đã nhờ Garena can thiệp, thì Tini Kun, cựu huấn luyện viên của Gam, lại cho rằng chính Zeros là người sai vì không đọc ký hợp đồng trước khi ký kết. Zeros đã thực sự non cái hand trong vụ việc này, để rồi cuối cùng là người thiệt đơn thiệt kép. Những án phạt của ban tổ chức VCS
sự nghiệp cũng chững lại. Nếu như lúc tái ký kết hợp đồng với GAM, Zeros có một người đại diện kinh nghiệm để bảo vệ quyền lợi cho mình, có lẽ mọi chuyện đã rất khác. Và đã có rất nhiều scandal có thể giải quyết bằng mổ câu nếu như có người đại diện tương tự như thế. Đó chỉ là một trong số hàng ngàn câu chuyện ấm ức cay cú của các tuyển thủ khi đối mặt với những vấn đề giấy tờ tiền nong. Tuy nhiên, trở thành người đại diện giỏi và tín nhiệm cũng không hề dễ dàng một chút nào. Để trở thành một người có đủ tư chất đứng ra giải quyết những khía cạnh ngoài chuyên môn cho các tuyển thủ, bên cạnh phong thái tự tin, giao tiếp tốt, có tầm nhìn chiến lược để nâng đỡ thân chủ, thì kỹ năng đàm phán cũng là tiêu chí cực kỳ quan trọng. Nói về ưu tiên hàng đầu khi đàm phán hợp đồng với một đội, Barry Lee, đồng sáng lập kiêm giám đốc eSport của Evo Talent Agency cho biết, mức lương, các khoản tiền thưởng và thời hạn hợp đồng là ba yếu tố thiết yếu nhất. Những điều khoản này có tác động rất lớn tới sự nghiệp của một tuyển thủ. Thêm vào đó, ông cũng chú trọng đến những điều khoản liên quan đến kết thúc hợp đồng, bao gồm cả những trường hợp bất khả kháng dẫn tới sự chia tay giữa đôi bên, như tổ chức giải thể hay tuyển thủ bị chấn thương quá nặng không thể tiếp tục sự nghiệp. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hình ảnh của thân chủ cũng là vấn đề không thể xem thường, khi các đội tuyển có thể dùng mánh khóe để kiểm soát tuyển thủ quá thời hạn hợp đồng. Ngoài ra, công cuộc chia chác giữa thân chủ và người đại diện cũng là một chủ đề hết sức nhạy cảm. Đã có một số tổ chức quản lý lẫn người đại diện lợi dụng lòng tin của tuyển thủ để trục lợi cá nhân. Để ngăn ngừa những trường hợp như vậy, Ủy ban Chính trực eSports đang hoàn thiện một chứng chỉ chuyên nghiệp dành riêng cho những người đại diện. Có thể thấy, vai trò của người đại diện tuyển thủ eSports đang được thể hiện ngày một rõ nét hơn. Khi mà thể thao điện tử đang dần chuyên nghiệp hóa, trở thành một lĩnh vực chính thống, các game thủ chuyên nghiệp dù ở đẳng cấp nào thì cũng nên tìm cho mình một người đại diện ưng ý để hợp tác lâu dài, vừa có một người định hướng tốt cho sự nghiệp, vừa có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn và vẫn an tâm được hưởng quyền lợi tối ưu.